Chiều tối 1 tháng 9, Thiếu tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã không qua khỏi sau khi cứu hai người dân bị đuối nước. Cụ thể lúc 16 giờ 3 phút ngày 1 tháng 9, đi kiểm tra các địa bàn, khi đến bãi biển Đồng Bé thuộc thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, anh phát hiện có hai người dân đang bị sóng cuốn trôi ra xa bờ. Ngay lập tức đồng chí Trương Hồng Kỳ nhanh chóng bơi ra cứu người thứ nhất đưa vào bờ. Đó là cháu Nguyễn Phạm Ngọc Tâm, 16 tuổi, trú tại khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Niên, thị xã Sông Cầu. Sau đó tiếp tục bơi ra cứu người thứ hai là cháu Trần Phạm Minh Thiên, 15 tuổi. Tuy nhiên do sóng to, đồng chí Trương Hồng Kỳ đã bị sóng cuốn ra xa và kiệt sức không bơi vào bờ được. Lúc này người dân trên bờ đã phát hiện, bơi ra đưa đồng chí Kỳ vào bờ và hô hấp sơ bộ. Đến 17 giờ cùng ngày, đồng chí Trương Hồng Kỳ được đưa vào trung tâm y tế thị xã Sông Cầu cấp cứu nhưng không qua khỏi.